tấm lòng từ bi của trưởng lão Đại Ca Diếp. Con người thường có sự sai biệt về phước. Tùy theo phước mà chúng ta nhận được sự giàu có, sang quý hay thiếu thốn, nghèo hèn. Người có phước nhiều thì được người khác trân trọng, quý kính, còn người ít phước thường bị cuộc đời bỏ quên. Thế nhưng, người đạo đức và trí tuệ sẽ không để phước chi phối, họ đối xử với mọi người bình đẳng với lòng từ bi thật sự. Tôn giả Đại Ca Diếp là một người như vậy. Lòng từ bi của tôn giả được ví như ánh ban mai ấm áp, phủ trùm tất cả mọi chúng sinh. Tuy nhiên, bằng sự thương cảm và độ lượng của một bậc A-la-hán, Ngài thường hướng tâm đến những người nghèo khổ, dành cho họ phước cúng dường các bậc thánh tăng, để họ đủ phước thoát khỏi khó khăn, thiếu thốn trong kiếp hiện tại và vô lượng kiếp về sau. Một hôm, khi vào thành Vương Xá Khất Thực, tôn giả nhìn thấy một bà lão ăn mày với vẻ ngoài rách rưới, đau khổ, đang nằm trên mặt đất. Bà không có quần áo để mặc, chỉ lấy lá che thân. Mọi người nhìn bà bằng ánh mắt khinh bỉ và xa lánh vì bà đang bị bệnh nặng. Tôn giả lặng lẽ ôm bát tiến đến gần bà. Bà lão mở mắt và thấy trước mặt mình là một sa môn uy nghi và hiền từ. Bà hiểu ý ngài và nói: "Thưa tôn giả, con quá nghèo, không biết lấy gì cúng dường cho ngài, không một ai trên đất nước này nghèo hơn con cả. Đã 3 ngày qua, con không có chút gì để bỏ vào bụng. Sáng sớm hôm nay, có người đi đổ nước gạo, con có hứng được một chút nhưng chưa dám uống vì có vị chua." Tôn giả nói: "Ta hiểu hoàn cảnh và sự đau khổ của con, cũng chỉ vì sự phung phí ở kiếp xưa mà con phải chịu sự nghèo khổ như bây giờ. Người ta có thể cho con chút thức ăn, nước uống, nhưng nó chỉ giúp con cầm cự được qua ngày. Tương lai, con sẽ vẫn tiếp tục đau khổ. Điều mà con có thể làm bây giờ là sám hối nghiệp xưa và tìm cách bố thí, san sẻ, cúng dường, đặc biệt là khởi lên lòng tôn kính đối với Tam Bảo." Bà lão chợt hiểu ra điều gì đó và xúc động nhìn quanh, chỉ còn mẻ nước gạo vừa vớt được bên đường, bà lão lại nhìn tôn giả. Tôn giả nhìn bà bằng ánh mắt từ bi khẽ chấp nhận. Bà lão tay run run, sớt phần nước gạo đã chua vào bát của ngài. Tôn giả chúc lành cho bà rồi lặng lẽ ôm bình bát rời đi. Những người xung quanh, không ai có thể kìm được sự xúc động khi chứng kiến khung cảnh ấy. Trước việc làm cao quý của ngài, bà lão vui mừng không xiết. Cũng nhờ phước báu thù thắng này, sau khi mạng chung, thần thức của bà lão được tái sinh lên cõi trời, sống trong cảnh giới an vui, hạnh phúc. Một vị tôn giả, đại đệ tử của Đức Phật được chư thiên và mọi người quý kính lại chấp nhận thọ thực một mẻ nước gạo chua người ta vứt bên đường do một bà lão ăn xin cúng dường, với nguyện ý mong cho bà được nhiều phước lành và thoát khỏi cảnh khổ cực. Tấm lòng từ bi của ngài khiến đất trời cũng phải cảm động. Chính vì thế mà bất kỳ ai, dù là chư thiên tử hay cõi người, nếu ai kính ngưỡng hoặc cúng dường ngài đều được phước báo thù thắng.